Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha. Ồ vậy, vậy mà cũng thua à? Chính xác. Ôi trời ơi. Thua mà cũng được lên điểm ảo thật cái game rác này. Chê rồi còn chơi. Yo. Thằng này bo giết này nhục số với tổ tiên. Ồ, Thị Yến mùa thu. Tô như này nha mọi người. Ô, ui, mình mua nhiều thế mà mình không nhớ là mình mua những cái gì luôn mà. Mệt lắm không? Ôm nè. Anh có ghét em không? Có. Không. Ô, má hơi đã cục vặt. À được. Em đợi chút xíu nhé. Chơi chó kìa. Nền sau này là sao trời. À, nó rất là vậy. Em ghép 3 cái 1 thì là có cái 8 tiếng, có cái 5 tiếng, có cái 6 tiếng, có cái 4 tiếng. Thế á? À mấy cái đầu thôi. Vì sao là em ghép 3 cái 1 như kiểu Tuấn Anh bảo. À quá quẻ. Nhiều vãi. Như này. Ok nha. Này là bị mũi đốt hả? Đây có gì thì nhiều. Ê chị Oanh. Khép cái háng lại tao mày. Đi ra bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Không được buồn, phải vui lên. Không sao. Chịu ơi. Chịu ơi. Mai nó lại reset phát thôi chịu ấy, chắc thôi. Thì... tưởng Hương xem vận nó định mà. Em về em làm content. Nhưng đúng mà, xem vận xong đúng mà. Đấy, tương lai thì còn làm mịt mờ thế em mới bảo thôi. Ờ. Bởi vì tịnh dần đi là vừa. Chịu rồi. Nào, nào vận nó đỏ trở lại đi, bắt đầu kêu trở lại đi. Quá khó luôn. Thịnh chuẩn bị đấm mông một phát. Nghỉ vận đi làm đám cưới để biết đâu bất ngờ. No. Vận mê đỏ hơn. Vai gì nữa. Thế chị ơi. À bảo sao đi về cái chút khác. Mình quên mình cái định chỉnh đầy đủ của anh em ạ. Yo, mọi người sắp được xem tranh của mình nha.
Không, không sao. Trời. Ok nha. Yo. Quay cho mọi người xem những pha bắn mãn nhẹ nhất. Anh xong ấy chưa? Được. Xong tung. Anh chưa, anh chưa dùng cái em chưa cùng bắn. Ok nha mọi người. Ok. Ơ, anh ấy làm mấy cái season to 13, 14 cái thứ là dùng bản lách đầu hay là như nào ấy? Dùng full lách mà. Full lách hay là? Thì đã không dùng từ season 20 để đi rồi. Ok. Ui da. Có thể là ông chưa, là ông chưa ghép luôn. Chưa, video vẫn còn nhiều mà. Ông làm đủ luôn cái tết. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một trò chơi điện tử nha. Đây là game Mario hay sao á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn. Nhưng mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đây đúng rồi, là cái kênh Long anh bảo là ngày em có một video đấy, anh cắt lại này. Kênh này thì được một video lên 10.000 đang lên đấy thì nó auto vàng đấy à, chẳng. Đây nha mọi người. Đây vẫn còn mà anh. Còn nguyên content của Tuấn Anh nhưng mà tô màu cơ. Mình sẽ tô vào đây như thế này nha. Mèo kinh đấy ạ. Đây thì vâng. Tiếp đấy là mình sẽ lấy cái màu xanh này để tô vào bầu trời nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây như thế này nha. Kênh anh bảo ở rừng phòng anh vào phân tàm đây nha. Đây là mình sẽ tô màu cam trên này. Không, bề đang chỉ sợ rồi phớt anh Long không làm nữa. Bị chặn nhiều à? Ok. Kia lỗ quá. Đây kênh mới. Kênh. Ok nha mọi người. Chết luôn. Quá tết luôn rồi. Ok nha mọi người.
Mình sẽ tô hết như thế này nha. Và cốt là 864233 anh sao? Anh Long anh tưởng em up à em lấp anh nghĩ 864233. Ok nha mọi người. Hết vị rồi. Nghe sợ vậy. Anh tải anh xem quảng cáo anh tải cái Frozen City về đúng không? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha mọi người. Hãy theo dõi mình nha. Đùa. Mai anh đừng nhiều lượt quay mai. À, em thấy có cái túi đồ trên giường em tưởng anh Long lên cơ. Nhưng mà túi gì lạ. Green play click. Kéo cùng đi nữa anh. Rồi kinh mới không? Không sao. Ý, xong gì đâu. Video thì vừa xong rồi. Sắp rồi. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây như thế này nha. Cái này làm game, cái này lấy video game tối nay. Em lấy tô màu của em cũng được. Cho tiện quay một giờ quay một ngày được cho hai kênh này má. Đùa đấy. Tôi vẫn còn một đống video ghép sẵn video của ông để sao bỏ phí là. Vấn đề là bây giờ nó không kịp. Ok nha. Tuyệt người. Nhìn lượt quay này. Em bị chơi cho đây. Sao nhìn nhiều đi. Không biết nữa. Thì quay con te đi thì. Xem. Để Việt đến làm cây. Đúng không nhỉ anh? Đúng không nhỉ anh? Nghe anh đi. Được thôi. Điện luôn. Được chút thích. Được về. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây như ý muốn của mình. Cái video đấy em tải lên em chưa chỉnh sửa thì vẫn up được đúng không anh Sắc? Ok nha mọi người. Chết ngắt. Cày, cày. Đúng cày luôn. Mọi người chờ mình nha.
làm tầm bao tiền là lãi nhỉ? Ok mọi người. Cái ngày mua cái ngày không biết mua bao nhiêu nhưng mà được tầm hơn 8.000. Ok. Nhưng ở dạy là càng ngày càng thấy nó nghỉ xếp. Làm lỗi đâu mà. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Anh nhớ như này có phải là do lỗi ở đâu hay như là mình không thật? Anh Long vừa bảo thính sợ. Long vừa bảo làm cẩn thận vào em. Ấy. Nhưng mà em sợ. Ôi, nhưng mà thật mà em vẫn làm bình thường, em làm nói vậy chật sợ gì nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình auto màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Hôm bữa cũng nói một lần rồi, cũng nói như thế một lần rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Em cũng ngại. Ơ mới đầu anh làm anh có bị như này không anh sao? Thấy chưa? Đừng. Nhưng mà cũng sợ thật, em cũng sợ lây. Khuến chân à. Khuến chân à nha. Anh Long anh có bảo anh cẩn thận. Có. Vạn sự khởi đầu nan. Dạ. Gian nan xin dừng nè. Em không vô nha. Em vẫn còn video để up. Ăn cố lên, ăn cố lên. Sẵn mấy trăm đã đấy. Hả? Sẵn nhiều không? Không, không nhiều. Chỉ rồi. Game gì ấy? Game đâu? Cái kênh ấy. Kênh đấy nó làm kiểu okay. Tạp nham lắm, nó làm video ngắn. Toàn như kiểu review phim các thứ thôi. Đó là kênh review phim. Review phim à? Mình sẽ tô sơ mi của ông này bằng màu xanh nha mọi người. Anh ơi anh đừng sợ, cả nhà luôn bên anh nha. Ôi anh sang để ví dụ nhá, kiểu một tập mà S2E11 đúng không? Mà đăng ở bên kênh này nó bị xóa thì có đăng không? Nó bị xóa, bỏ kiểu chính sách gì? Ờ, nó ghi là điều khoản và chính sách. Bỏ hẳn luôn đúng không? Thế thì xóa tất cả phần. Lên né thôi. Ok mọi người. Quá, được chào mọi người chạy nha. Không còn cái cược năm nữa nhỉ. Yo. Ok nha. Sương mờ che khuất đồi, đêm nào em cũng ngồi. Thôi một cái. Cố nhìn. Làm văn bài là hết lần. Vì anh Long nhắc xong cũng dến chứ. Vậy. Cược ba thôi. Sương mờ che khuất đồi, đêm nào em cũng ngồi. Sa la si nga, sa la khoe mắt cay, sa la chỉ thấy em cười đôi mắt liễu xinh.
xa là em sẽ tìm, sẽ tìm anh cho dù ngày hay đêm. Ok. Ok nha mọi người. Ở đây hình như là còn tầm mấy chục kênh là chưa dùng. À đủ. Ốc, sao có một cái mèo này, à có một cái này tự nhiên có cái một đống mèo này. Trong cái mèo này lại có cái bùa xịt. Ok mọi người. Xịt một đống mèo này. Thằng này ít tiền đi. Có xóa tab này không? Đây này nó là cái này. Máy phải quý. Oh. Ok nha. Đâu rồi? Cố lên chị. Sao cố chị? Vì tương lai cuối tuần. Như này anh Long buồn lắm. Đây là bức tranh của mình sau khi mình auto được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Mấy ngày nữa thôi. Nay 21, 20 nhỉ? Hai, hôm nay là 20. Co ngày nữa. Hai ngày nữa. Đừng anh Long buồn, anh Long không lên đâu. Hai ngày nữa thì là mình làm tháng nữa. Rồi, chơi buồn. Ok mọi người. Yo. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Vãi, đen vậy sao? Ăn buffet hay đi ăn gì? Poseidon. Poseidon là cái bữa hôm đầu tiên đi ăn á. Ok. Tuấn Anh ăn nướng. Tuấn Anh hôm đấy cho Tuấn Anh một mình một bàn coi. Cười với anh. Ông ăn lỗ thôi. Nhưng mà cua móc lâu lắm. À ý là muốn anh Đức móc cho. Cua thì ăn được nhưng mà móc lâu lắm. Có tôm thì chịu rồi. Tôm với hẹ thì chịu rồi. Đấy, tôm với hẹ. À đồ. Thôi nhưng mà giờ chúng ta cứ suy nghĩ về chuyện hiện tại. Video hết rồi. Anh Đức lấy ít thôi. Đăng ít thôi. Nói thế thì chịu rồi. Nhưng mà đang chậm chậm vô đỡ gì để xem. Ngày 2 cái được.
cuối tuần ăn gì rẻ rẻ đúng không? Tại em ăn ít, dạo này em ăn ít, ăn thế em ăn thế lỗ cực luôn á. Nhưng mà cơ bản là không muốn ăn ý. Cơ bản là thuốc làm tôi không muốn ăn ý, hiểu không? Còn đấy thuốc đống nhà đã uống hết rồi. Còn tầm 10 gói hay sao ấy. Uống chỉ đủ 1 tháng thôi. Chuẩn đấy. Giờ có cái gì rẻ rẻ lại không ngon. Mà từ giờ đến cuối tuần còn dài, mọi người cứ từ từ mà chọn. Dài đâu mà dài. Má xem này mấy rồi. Thứ ba. Ừ. Dài mấy ngày. Cũng thằng nào hôm nào hôm thứ bảy chủ nhật mới đi ăn đúng không? Đó. Có, em vẫn uống bình thường mà. Em uống cho hết hộp luôn mà. Nhưng mà phải uống đều, không được ngắt. Tại vì mấy hôm vừa rồi em đến tháng em không uống được, bị ngắt mất chục hôm rồi, bây giờ phải uống tiếp. Vâng. 5-6 cân nặng hơn cả Thịnh mà anh. Anh bảo thế này mà được. Thôi, đừng có vậy. Anh đừng có vậy. Đấy, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Buồn quá. Không được gì phải buồn. Ê, tính ra chúng mày có thể đợi tao làm xong lúc tiền cho mấy em rồi chúng mày ăn hồi sinh tao không? Tao được. Ghét thật chứ. Thật là một bộ vãi vã đau mắt gì chứ. Anh ơi, nhìn chung nó lại giàu vậy. Ừ. Nhìn này. Đẹp nhỉ? Không. Đẹp nhỉ? Ừ, để người ta làm. Vâng ạ. Ủa, chết ngát luôn mà. Nếu phải bắt từ đầu rồi. Ok, ôi trời ơi, giật cả mình, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, mọi người có thể tô màu theo mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại nha.